Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dâng Ca Muối Cho Sư Tổ chuyển thể phim Hiến Ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 18, tin. Trên sân rông gió bão bùng, ai nấy đều mưu mô tính toán trong đầu. Liêu Đình Nhạn ngủ như thế này, tuy là bản thân cô không thấy sao nhưng trên thực tế đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhất là trưởng môn sư Thiên Lũ. Trong lòng lão ngầm nghĩ nữ tử này trông có vẻ không âm mưu gì, nhưng chính vì vậy mới có thể khiến lão khẳng định lòng dạ nữ tử cực kỳ thâm sâu. Nữ nhân có thể làm lung lay Tư Mã Tiêu sẽ là một nhân vật ngây thơ đơn giản như vậy sao? Hơn nữa cô đột nhiên ngủ như vậy, trông như vô ý nhưng lại vừa hay tránh được cảnh xuất chiêu của đệ tử Thanh Cốc Thiên bên dưới. Cô đang lách qua phép thử của lão một cách tài tình. Liêu Đình Nhạn này tuyệt đối không tầm thường. Một đệ tử như vậy thật sự là một đệ tử nhỏ bé của nhánh mạch Thanh Cốc Thiên còn con thôi sao? Sư Thiên Lũ hoài nghi thân phận của cô, trước đó có cho người dò thám nhưng không phát hiện được gì đáng ngờ, được chọn cũng chỉ do may mắn. Lúc này lão lại lần nữa hoài nghi, ngầm truyền âm cho đệ tử, bảo y đi tra xét thật kỹ càng. Xem ra lão phải nhanh chóng ra tay lôi kéo nữ tử này mới được, tránh cho người khác nhanh tay đến trước. Lão nhất định không cho phép có thêm bất cứ biến cố khó nắm bắt nào bên cạnh Tư Mã Tiêu, người cuối cùng của tộc Phụng Sơn này. Viên Thương của gia tộc họ Viên, người thật sự sắp xếp Liêu Đình Nhạn vào Canh Thần Tiên Phủ hôm nay cũng có mặt. Vai vế y thấp hơn sư Thiên Lũ một bậc, chỗ ngồi hơi khuất phía sau. Vì thường ngày âm thầm, tính cách có phần quái gở nên cũng chẳng có ai để ý tới y. Y tận mắt nhìn thấy vẻ ung dung của Từ Tạng Đạo Quân đối với Liêu Đình Nhạn. Lòng mừng vui điên cuồng không cách nào tả được. Ban đầu thật ra y vốn không cảm thấy mình có thể thành công dựa vào nữ nhân như thế này. Nhưng bây giờ, ông trời cũng đang giúp y. Viên Thưởng chỉ cần nghĩ đến mình rốt cuộc cũng có thể báo thù, hủy diệt cái Canh Thần Tiên Phủ này liền nôn nóng không thôi. Nhất định phải khiến Liêu Đình Nhạn đến gặp y một chuyến. Tuy nói Bạch Lộc Nhai nằm trong tay của mạch trưởng môn nhưng hắn là con trai của Viên gia chủ. Một gia tộc trong mạch chính của Tứ Thời Cung, quyền lực trong tay cũng không ít, tuy không làm được chuyện quá lớn nhưng cũng có thể truyền tin tức bắt cô ra gặp. Liêu Đình Nhạn ngủ hết cả buổi chiều, ngủ đến suýt chật gối cũng chả ngủ ngon lành gì. Cái kiểu thể chất lạnh cóng của lão tổ tông thật sự không thích hợp làm gối. Cô chê bai đã đời rồi mới suy nghĩ vì sao Tư Mã Tiêu bằng lòng để mình gối đầu lên đùi mà ngủ. Không lẽ để tiếp tục dày vò? Ban ngày để cô nghỉ khỏe, tối đến tiếp tục hành hạ cô. Vậy cũng hơi thần kinh bệnh hoạn rồi đó. Tư Mã Tiêu hôm nay không hào hứng mấy, mới sớm đã dắt thành viên nòng cốt của mình rời khỏi đài. Liêu Đình Nhạn vui vẻ hẳn, có thể về nằm liệt trên giường to mềm mại. Ai lại muốn ngủ trưa ở cái chốn ồn ào còn có trăm cặp mắt nhìn vào như thế này. Tư Mã Tiêu vẫn như hôm qua, về đến Bạch Lộc Nhai là không thấy bóng dáng. Liêu Đình Nhạn tự về phòng mình, vứt giày nhảy thẳng lên giường với cái tướng vừa tan làm mệt mỏi nằm liệt ra giường. Ăn rồi ngủ hay ngủ rồi ăn đây? Liêu Đình Nhạn cân nhắc 10 phút, bắt đầu quan tâm đến mấy con rối đọc thực đơn. Con rối quay đi lấy cơm cho cô. Bữa ăn lần này ở phòng khách nhỏ bên ngoài tầm điện, ở đó có sẵn ghế mây và bình hoa, bên cạnh là đèn lưu ly lơ lửng. Liêu Đình Nhạn tựa vào đệm tựa mềm mại đặt đèn lưu ly. Con rối dọn bữa lên cho cô. Bọn chúng giống như nhân viên phục vụ im lặng thin thít nhưng cực có năng lực. Mới có 2 ngày, Liêu Đình Nhạn đã sắp biến thành phế nhân gì cũng có cơm bưng nước rót. Nhưng mà thật sự đã đời. Bữa ăn bày biện tinh tế được dọn lên, mỗi món đều lan tỏa mùi hương ngon miệng và linh khí dày đặc, món mặn, đồ ngọt với canh, còn có một phong thư. Thư, Liêu Đình Nhạn cầm mảnh thư màu hồng lên. Nhìn về phía con rối dọn bữa, đây là cái gì? Con rối không chút phản ứng, cúi đầu im lặng đứng ở một bên, trông như một khúc gỗ điêu khắc. Liêu Đình Nhạn lật nhìn tấm thư kia, cảm thấy màu sắc rất không ổn, màu hồng thiếu nữ, ở trên còn vẽ hoa, còn có mùi thơm, có hơi giống thư tình. Do dự một lát, cô vẫn buông đũa mở tấm thư ra trước. Giờ tí đêm nay, dưới Bạch Lộc Nhai, cạnh gốc phượng tím, không gặp không về. Trên thư viết tổng cộng 16 chữ, Liêu Đình Nhạn nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy mấy con chữ này đầy mùi mập mờ. Đây không lẽ là tình nhân thật sự của chủ thân xác này? Nếu không vì sao nửa đêm lại lén lút hẹn cô ra, còn cạnh gốc phượng tím nữa, không phải là Hoa Tiền Nguyệt Hạ đây sao? Càng nghĩ càng thấy chính là như thế, dù gì cũng không thể thay nàng ta đi gặp mặt được. Thư trong tay cô bị gió thổi qua bỗng tan ra rơi xuống thành mấy cánh hoa màu hồng, từ kẽ tay cô rơi xuống đất. Liêu Đình Nhạn lặng thinh giây lát, nhặt cánh hoa lên vứt ra cửa sổ, vờ như chưa có gì xảy ra, cầm đũa lên tiếp tục ăn. Dù sao Thư cũng tan thành cánh hoa rồi, cứ coi như nó chưa tồn tại vậy, dù gì cô cũng sẽ không đi. Dù là chuyện gì cũng không đi. Viên Thương lợi dụng con rối gửi đi bức mật thư đó rồi chờ đợi cuộc gặp buổi tối. Y vì thù hận trong lòng mà tìm đến ma vực, Liêu Đình Nhạn chính là món quà mà ma vực chuẩn bị cho y. Thủ đoạn khống chế người khác của ma vực xứng đáng đứng đầu. Liêu Đình Nhạn được người của ma vực dùng thủ đoạn đặc biệt nuôi nấng, vốn một lòng hướng về ma vực, thêm vào độc thực cốt, Viên Thương tin chắc cô tuyệt đối không dám phản bội mình. Lần trước đối phương không hồi đáp, y tuy có tức giận nhưng sau đó suy nghĩ kỹ càng lại, cũng có thể là bởi vì Tam Thanh Sơn đặc biệt, cô không hành động được dưới sự quan sát của Từ Tạng Đạo Quân. Nếu cô thật sự phản bội y thì giờ này y cũng không thể ở yên trong Canh Thần Tiên Phủ được nữa. Còn về lần này, Viên Thương đã tính toán cả rồi, giờ tí trăng tròn, Từ Tạng Đạo Quân nhất định đang bị bỏng bởi lửa Phụng Sơn mà nằm trong hồ lạnh. Lúc này, hắn nhất định sẽ không cho Liêu Đình Nhạn kề cận, như vậy là cô đã có thể có thời gian ra gặp mặt, vì lần gặp mặt bí mật này là Viên Thương còn tốn sức chuẩn bị giả thiên kính, pháp bảo có thể tạm thời che đậy thiên cơ, tránh bị người khác phát hiện. Bên phía sư Thiên Lũ lại gần như muốn đem tai mắt gài khắp Bạch Lộc Nhai, nếu như không có chuẩn bị nhất định sẽ lập tức bị lão phát giác ra. Tất cả đã công cụ, chỉ còn thiếu mỗi Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn đã ngủ thẳng cẳng rồi. Bất kể là bức thư lạ lùng hay là lão tổ tông tối đến có khả năng sẽ đánh úp đều không tồn tại nổi dưới cơn buồn ngủ này. Viên Thương ở bên đó đợi cả nửa đêm cũng chả thấy ai, kích động đến nổi nóng, cuối cùng cũng tỉnh ra, y tỉnh lại từ giấc mộng dùng mỹ nhân kết gài chết Từ Tạng Đạo Quân, lật đổ Canh Thần Tiên Phủ, toàn bộ âm mưu toan tính biến thành phẫn nộ. Không lẽ ả thật sự có gan phản bội chúng ta, phản bội ma vực? Bóng người áo xám bên cạnh Viên Thương gượng gạo nói. Sắc mặt của Viên Thương cũng rất khó coi, y hoàn toàn không nghĩ đến việc toàn bộ sự dàn xếp của mình đêm nay đều tan thành mây khói. Hiện giờ y cũng hoài nghi Liêu Đình Nhạn liệu có thật sự phản bội mình không. Xem ra ả thật sự có mưu mô lớn, trước đây không hồi đáp triệu hồi của ta, đến một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài, hiện giờ lại mặc kệ thư của chủ nhân, nhất định phải cho ả một bài học. Người khoác áo xám giọng điệu căm tức. Viên Thương tối mặt, trên tay xuất hiện một chuỗi lục lạc gồm 3 quả. Đầu tiên hắn lắc chuỗi lục lạc lên, lắc một lúc lâu vẫn chưa thấy người tới bèn hừ lạnh, thẳng tay ấn nát một quả lục lạc. Chuỗi lục lạc này là vật liên kết sinh mạng của Liêu Đình Nhạn. Độc thực cốt trong cơ thể cô tuy gọi là độc nhưng thực chất là một loại âm tà thuật. Người ma vực không đông, thường xuyên đến Dương Thế lén chở rất nhiều trẻ nhỏ về ma vực, nuôi dưỡng huấn luyện từ nhỏ. Những người này đều là thám tử để xếp vào các môn phái ở tu chân giới. Điều quan trọng nhất cần có là lòng trung thành, vậy nên từ nhỏ họ được gieo vào trong người loại tà thuật đặc biệt này của ma vực. Lục lạc chính là vật dẫn, qua nhiều năm dần liên kết với sinh mệnh của họ. Một khi nắm được lục lạc này, chuyện sống chết sẽ nằm trong tay người khác, muốn loại bỏ hoàn toàn tà thuật hoàn toàn không dễ. Thường thì những người trúng độc thực cốt này tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân, vậy mà Liêu Đình Nhạn hiện tại hoàn toàn không biết mình còn là gian tế của ma vực. Cùng lúc lục lạc vang lên, Liêu Đình Nhạn đang ngon giấc cũng bị cơn đau đánh thức, một mình cô nằm trên giường, hết sức đáng thương xoa lấy cái bụng đau quằn quại. Rốt cuộc là cái gì, có để yên cho người ta ngủ không, chẳng dễ dầu gì đêm nay tổ tông không tới, sao lại đau bụng cơ chứ? Cô ngồi dậy đến nhà vệ sinh, nhân ra không phải là rớt râu. Xem ra là giống lần trước, Liêu Đình Nhạn nhớ tới lúc trước sống ở Tam Thanh Sơn cũng từng bị đau rớt râu nhưng không rớt râu thế này. Lần đó cô đau điếng người, còn nôn ra máu rồi ngất lịm đi, còn tưởng là mình sắp chết rồi, kết quả tỉnh lại nhìn thấy Tư Mã Tiêu làm rớt tim một phen. Cô có từng nghĩ tới, có vẻ là Tư Mã Tiêu đã cứu cô đoán cái thân thể này chắc là có bệnh gì đó. Giờ lại bắt đầu đau, ngồi bên góc giường nghỉ ngơi một lúc, đau đến khó chịu, Liêu Đình Nhạn quyết định lết dậy sách đèn chuẩn bị đi tìm Tư Mã Tiêu. Cô sợ nhất là chịu đau nên mới thay đổi phong cách cá khô đẩy một bước nhích nửa bước như thường ngày, chủ động đi tìm tên sư tổ ác ma giết người. Đèn lưu ly lơ lửng khắp Bạch Lộc Nhai, cô bước ra khỏi điện của mình, khoác một lớp áo ngoài, đi về phía điện chính sáng đèn rực rỡ, cảm thấy bản thân giống bọn con gái thảo mai nửa đêm tìm đến hiến thân. Cô khom người cong eo, nhăn nhó mặt mày đi đến điện chính của Tư Mã Tiêu, đẩy cánh cửa dày nặng ra bước vào, nhẹ giọng hô, sư tổ. Sư tổ. Xì xì, mãng xà đen cuộn trên cột bò xuống. Liêu Đình Nhạn đau đến mặt mày trắng bệch, hỏi nó, sếp mình đâu? Tao đau chết rồi đây. Mãng xà đen nghiêng đầu, đưa cô đến nơi Tư Mã Tiêu đang ở, chỉ là tên này nhát như thỏ đế, đứng trước cửa không dám vào. Liêu Đình Nhạn thật ra cũng không dám lắm nhưng bụng đau sắp chết, cô chỉ đành đẩy cửa, đưa đầu vào trong nhìn. Không khí trong điện cực kỳ lạnh, sương trắng lạnh lan khắp nền đất, vừa đẩy cửa ra, Liêu Đình Nhạn đã rùng mình với luồng hơi lạnh lẽo. Trong phòng có thắp hai chạn đèn lưu ly, nhưng cách một cái rèm trông không sáng lắm, cô nhìn thấy bên trong có một cái hồ, còn có một bóng người màu đen mơ hồ đang ngâm mình dưới hồ. Cô nhớ tới lúc ở tháp trung tâm cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đó cũng là mãng xà đen lại xe đen đưa cô đến lãnh địa riêng tư của Tư Mã Tiêu, nhìn thấy hắn ngâm mình trong hồ. Hắn hẳn không phải thích ngủ trong nước lạnh như thế mà là có nguyên do khác, vậy bây giờ cô đến làm hẳn không phải là điều sáng suốt. Liêu Đình Nhạn ngập ngừng giây lát rồi ôm bụng bước vào. Cứ bước lên một bước cô lại cảm thấy mình đang đạp lên bom, không biết kế tiếp có phát nổ hay không. Cô lấy hết can đảm đi đến bên hồ, đặt đèn lưu ly trong tay sang một góc, ôm bụng ngồi thụp xuống bên hồ, đưa đầu nhìn Tư Mã Tiêu đang ngâm trong hồ. Hắn nhắm mắt, mặt mũi vô cảm ngồi trong hồ, không hề có phản ứng với sự xuất hiện của cô. Liêu Đình Nhạn vừa chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh lanh lảnh trong đầu, hình như là tiếng lục lạc vỡ nát, cả người bỗng chốc quay cuồng, rơi thẳng xuống hồ. Cô dường như bị cái đau lấy đi mọi giác quan trong phút chốc, phun ra một ngụm máu lớn trong hồ. Tất cả các cơ quan trong cơ thể đều bị nghiền nát, đại loại là cảm giác như thế nhưng cái kiểu đau của cô lại không làm mất đi thần trí mà lại còn có thể cảm nhận rõ ràng hơn tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài và mọi đau đớn bên trong cơ thể. Vào khoảnh khắc Liêu Đình Nhạn rơi vào hồ nước, Tư Mã Tiêu mở to mắt, đưa tay ra trước, bắt lấy eo ôm lấy Liêu Đình Nhạn đang chìm xuống, đưa cô lên khỏi mặt nước. Chương 19, Thanh Experience tăng vọt. Tư Mã Tiêu nhìn Liêu Đình Nhạn đang thoi thóp trong lòng, bên khóe miệng vẫn còn vết máu, toàn thân run rẩy, khuôn mặt trước giờ hồng hào đã trở nên trắng toát. Hắn đưa một tay ấn lấy bụng Liêu Đình Nhạn, chăm chú cảm nhận, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn biết đây là gì, lần trước hắn còn cứu cô một lần, chỉ là lần đó hắn nghĩ là đã hoàn toàn giải quyết xong. Không ngờ lại chưa hề hết. Thông thường mà nói, máu của hắn phải áp chế được, dù có không được thì sau đó cô cũng đã ăn nhật nguyệt u đàm, cũng đủ để giải bất cứ thứ độc nào, trừ khi cái thứ trong người cô hoàn toàn không phải ma độc như hắn nghĩ. Thủ đoạn của ma vực không dễ phá vỡ như hắn nghĩ. Chỉ là không phải cô là gian tế của ma vực sao? Sao lại hết lần này tới lần khác bị thứ này cắn trả? Tư Mã Tiêu ôm cô lên khỏi hồ nước. Liêu Đình Nhạn bị đặt trên đất liền đau đớn cuộn người lại bị Tư Mã Tiêu ép phải thẳng người. Cô không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy mình sắp đau tới chết. Bốp! Tư Mã Tiêu đánh vỡ chạn đèn lưu ly ở cạnh. Sau khi mảnh vỡ lưu ly trong suốt tách ra, ánh huỳnh quang vàng nhạt bên trong lập tức hóa ra vô số đốm lửa bay khắp điện. Tư Mã Tiêu không để tâm đến, hắn nhấn tay vào mảnh vỡ lưu ly, đưa bàn tay đầy máu tươi chặn lấy miệng Liêu Đình Nhạn. Nếu như một ít máu không chặn được thì cho cô uống thêm nhiều tí. Máu thịt của tộc Phụng Sơn vốn là linh dược ghê gớm nhất trên đời. Nhất là huyết mạch Phụng Sơn phụng dưỡng lửa linh sơn như hắn. Máu trong người ngày đêm bị lửa thiêng thiêu đốt, thuần túy hơn hết, gần như không được tính là máu, mà là thuốc. Dù là lúc trước, khi tộc Phụng Sơn còn rất nhiều người thì cũng là quý báu nhất. Trước kia hắn vẫn chưa có năng lực lớn mạnh, không thể tự bảo vệ mình. Ngần ấy người muốn có máu của hắn nhưng hắn thà là rải lên đất cho một con rắn nhỏ bình thường cũng không bằng lòng cho những người đó. Hiện giờ hắn tùy tiện cho Liêu Đình Nhạn như thế này, còn không phải là một hai giọt. Nếu trưởng môn sư Thiên Lũ thèm khát bấy lâu mà biết được cái kiểu hào phóng này chắc sẽ đau chết được. Liêu Đình Nhạn đau đến cắn răng nghiến lợi, Tư Mã Tiêu chặn lấy miệng cô cũng không đút xuống được, máu tươi có chút ánh vàng men theo khóe miệng cô chảy xuống cổ. Tư Mã Tiêu đưa tay nặn lấy cằm cô, cứng đờ dùng tay tách răng cô. Điều làm Tư Mã Tiêu phiền toái nhất là không được dùng sức quá mạnh, nếu hắn không kiềm sức của mình lại chỉ cần phút chốc là có thể bẻ rớt cả hàm của người nằm đó. Cả đời hắn chỉ giết người, mấy lần cứu người đều là vì cô, tự hắn còn cảm thấy kỳ lạ. Không dễ dàng gì mới tách được miệng Liêu Đình Nhạn, định nhét ngón tay vào miệng cô, nhưng hắn cứ hơi buông tay cô lại vùng vẫy. Tư Mã Tiêu không có kiên nhẫn đến vậy, hắn cắn thẳng vào vết thương trên cổ tay mình, ngậm một ngụm máu chặn lấy miệng cô rồi dẫn toàn bộ vào. Rót vào tận mấy lần, có thể là do quá nhiều rồi, khuôn mặt trắng bệch của cô nhanh chóng hồng hào trở lại, thậm chí là đỏ quá mức, cứ như bị ném vào nước nóng luộc chín vậy. Tư Mã Tiêu, cứu người khó hơn giết người nhiều. Hắn lấy ra cái túi gấm từ trong người Liêu Đình Nhạn, nắm ra mấy cánh hoa phụng sơn huyết nhét luôn vào miệng cô, đỡ lấy cằm để cô nuốt xuống. Máu của hắn nhiều quá không chịu được thì thêm hẳn cho cô ít tu vi, thế này tự động hết chuyện. Tư Mã Tiêu đơn giản thô bạo liên tay, không chỉ tưới tắt thực cốt trùng trong người Liêu Đình Nhạn mà còn khiến tu sáu của cô từ tầng luyện khí thấp nhất tăng vượt chóng mặt, bỏ qua cả trúc cơ, kết đan và nguyên anh, lên thẳng một mạch đến bậc hóa thần, còn cao hơn một cảnh giới lớn, 6 cảnh giới nhỏ so với tu sáu của sư phụ Động Dương chân nhân của cô. Người ở bậc hóa thần dù là ở nơi như Canh Thần Tiên Phủ này, tu sáu của cô cũng có thể trở thành mạch chủ của một nhánh nhỏ. Người khác tu luyện 3-4.000 năm, cô chỉ cần 3 canh giờ. Canh Thần Tiên Phủ được gây dựng gần ấy năm, số người may mắn như cô không vượt quá đầu ngón tay, dù gì số người tùy tiện lại không kiêng kỵ gì như Tư Mã Tiêu không có nhiều. Thằng mỗi lần hôn mê tỉnh lại đều thấy thanh EXP lên một nấc to thăng. Liêu Đình Nhạn từ trên giường ngồi dậy, cả người lờ đờ. Cô phát hiện trong tiềm thức của mình có thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ, dáng vẻ rất giống đóa sen đỏ kia, lấy bông hoa nhỏ này làm trung tâm, trong cơ thể có thêm một không gian rộng lớn lạ thường. Cô nghiêng đầu, phát hiện tiềm thức của mình có thể xuyên qua đại điện và vách tường, nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, cô có thể cảm nhận được cử động của rất nhiều sinh vật xung quanh, cứ như bỗng chốc có thiên lý nhãn, còn có cả thuận phong nhĩ, không chỉ tỉnh táo hơn gấp trăm lần, thân thể uyển chuyển, thậm chí còn cảm thấy mình có thể bay, có thể làm rất nhiều việc, rời non lấp biển chỉ cần trở tay là được. Sao mình là trở nên ghê gớm vậy? Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, tự nắn đầu, cúi nhìn người nằm cạnh. Tư Mã Tiêu nằm cạnh cô, khuôn mặt vẫn trắng bệch như cũ, môi lại không còn đỏ nữa, thường thì môi hắn có màu đỏ, chỉ là lần đó hắn lấy máu nuôi hoa sen bên đầm chút bỏ mất màu đỏ, hiện giờ rất giống với lần đó, đây hẳn là biểu hiện của thiếu máu. Trông hắn rất không thoải mái, đặt một tay trên bụng cô. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy vết thương trên cánh tay đó, vô thức liếm môi. Tối qua cô đau suýt chết nhưng lại không hoàn toàn ngất đi, những chuyện xảy ra cô cảm thấy cứ mơ hồ. Hình như là được Tư Mã Tiêu cứu, những cảm giác lạ thường hiện giờ trong người cô đều là được hắn cho. Liêu Đình Nhạn im lặng rất lâu, trong lòng thấy phức tạp. Cô đến với thế giới này một cách khó hiểu, trước giờ chỉ sống ngày nào hay ngày nấy, bởi cô chỉ coi mình như khách du lịch qua đường ở đây. Thế giới này có lớn có đẹp tới đâu đều không phải là nhà cô, thậm chí thân thể này cũng không phải của cô cũng chẳng có gì để đồng cảm với thân phận này. Cô cảm thấy mình đang nghỉ mát ở đây, sống vật vờ qua ngày, sớm muộn cũng sẽ về thế giới của mình, vậy nên đã lâu như thế, ở cái thế giới tu chân này, cô chưa từng tu luyện cho đàng hoàng, dù có lấy được bông hoa tăng tu sáu kia của Tư Mã Tiêu cũng không ăn thử. Nhưng hiện giờ tu sáu tăng vọt cô mới có hơi cảm thấy bản thân thật sự đã bước vào thế giới kỳ lạ này. Trước kia cô cứ như đùa coi Tư Mã Tiêu là sếp mình, thành thật ở cạnh hắn nhưng thật ra nếu có thể lựa chọn, cô sẽ không theo hắn, vì đây là một nhân vật nguy hiểm, cô đã nhiều lần thấy hắn giết người, luôn không bằng lòng với thái độ của hắn. Dựa theo tiêu chuẩn của xã hội hiện đại, hắn hẳn là một tên tồi tệ vô đối nhưng ở thế giới này, chính cái tên tồi tệ này đã cứu mạng cô hết lần này tới lần khác. Liêu Đình Nhạn chạm bàn tay lạnh băng trên bụng mình. Vết thương trên đó rất lung tung, hoàn toàn chưa được xử lý. Vết thương như thế này đối với những người tu tiên bình thường khác rất nhanh phục hồi, nhưng vết thương trên người Tư Mã Tiêu lại không hề đỡ hơn. Trên đời này chẳng mấy ai có thể làm ta bị thương, nhưng thể chất ta đặc biệt, vết thương không dễ lành lại. Tư Mã Tiêu không biết đã tỉnh từ bao giờ. Liêu Đình Nhạn, nhược điểm như vậy anh nói tôi nghe làm gì? Áp lực tự nhiên càng lúc càng lớn, cảm thấy bản thân hoàn toàn bước vào phe phản diện. Tư Mã Tiêu, có biết người uống của ta bao nhiêu máu không? Liêu Đình Nhạn bịt chặt miệng mình. Trước đó còn không cảm giác gì, giờ lại bị nói như vậy, mình thật sự đã uống máu người, uể. Tư Mã Tiêu, dám nôn ra ta sẽ giết ngươi. Liêu Đình Nhạn, Sắc mặt cô không tốt mấy, thật sự không hiểu vì sao máu của người trong thế giới huyền huyễn lại có thể làm thuốc trị bệnh cứu người. Theo khoa học hiện đại thì uống máu người chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà đại ma đầu thế giới huyền huyễn không có nói chuyện khoa học với cô. Hắn ngồi dậy nhích lại gần cô, đưa cái tay bị thương nhấn lấy cằm Liêu Đình Nhạn. Tu sáu của ngươi đã đến bậc hóa thần rồi, sao, giờ có muốn giết ta không? Bắp nói thật, bật. Liêu Đình Nhạn, không muốn. Tư Mã Tiêu, muốn tăng tu 6 nữa không? Liêu Đình Nhạn, không muốn. Nói thật thì đột nhiên lại biến thành người tu tiên lợi hại tới vậy, cứ như có được máy móc tối tân vậy nhưng lại không biết cách sử dụng. Chỉ có thể cẩn thận mò mẫm, trong lòng vẫn khá nhát. Tư Mã Tiêu, muốn rời khỏi ta không? Liêu Đình Nhạn, không muốn. Liên tiếp 3 lần không muốn. Đợi đã, không đúng, tại sao câu trả lời cuối cùng lại là không muốn? Liêu Đình Nhạn kinh ngạc nhìn Tư Mã Tiêu chằm chằm, hoảng hốt với câu không muốn cuối cùng của mình, chẳng lẽ cô đã bị cuộc sống mục nát sa đọa ăn mòn tới mức này? Tư Mã Tiêu cũng hơi ngẩn người, buông tay khỏi cằm cô, tựa lên gối, ánh mặt kỳ lạ, ngươi muốn dùng mỹ nhân kế với ta đúng không? Liêu Đình Nhạn cực kỳ dứt khoát, không. Được thôi, chứng minh trong sạch cho mình được rồi. Nhưng mà mình đã làm cái gì để hắn nghĩ như vậy chứ? Liêu Đình Nhạn tự hỏi, bản thân thật sự không có ý định muốn ngủ với hắn. Tư Mã Tiêu, vậy thì tốt. Dứt lời, hắn kéo Liêu Đình Nhạn sang ôm lấy cô cứ như đang ôm cái gối mềm mại ấm áp, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Ủa, tổ tông đợi tí nha, nói không phải mỹ nhân kế là ngài yên tâm kéo tôi đi ngủ rồi hả? Vậy cũng hỏi chi vậy? Hỏi để nếu cô có ý định muốn ngủ với hắn, Tư Mã Tiêu sẽ nghiền chết cô. Nếu không có tư tưởng đó, hắn sẽ lấy cô làm gối ôm. Liêu Đình Nhạn không ngủ được, tinh thần cô có chút không như ngày thường, nằm đó như cái gối ôm của người khác, suy nghĩ cô lại lạc đi đâu. Người bình thường ngẩn người thì chỉ là ngẩn người thôi, nhưng với người tu tiên bậc hóa thần, cô vừa thất thần thì tiềm thức đã chạy ra ngoài. Đó là một thế giới rất mới lạ. Liêu Đình Nhạn có thể nhìn thấy kiến trúc và cỏ cây khắp Bạch Lộc Nhai, tất cả mọi thứ đều hiện rõ trước mặt cô. Cô nhìn thấy hạc bay trên trời, lòng thoáng động đậy liền hoàn toàn bị kéo tới đó, cứ như cả người cô dính sát cạnh bầy tiên hạc, còn có thể cảm nhận được gió thổi trong không khí. Chớp mắt lần nữa cô đã đến được thác nước dưới Bạch Lộc Nhai, nhìn thấy hoa phong lan mọc lên từ khe hở ở thác nước, nhìn thấy thác nước ánh cầu vồng và tóe nước lên dưới ánh mặt trời. Cô thấy con rối đi lại trong hành lang cung điện, thấy mãng xà đen cuộn người ngủ trên cây cột, cột rất trơn, nó ngủ mà cứ tuột xuống dưới, trượt xuống dưới rồi lại tỉnh lại bò lên, ai kêu rõ là không ổn. Liêu Đình Nhạn như có được đồ chơi mới, tiềm thức cứ đi loanh quanh ngắm nhìn Bạch Lộc Nhai. Cô nhìn ngắm một lúc, cảm thấy muốn ra ngoài xem thử, tiềm thức liền hướng ra ngoài như mây. Bỗng cô thấy gò má lạnh lạnh, mở to hai mắt. Tiềm thức bay lung tung như gió cũng về lại trong tích tắc. Bàn tay lạnh lẽo của Tư Mã Tiêu áp lên mặt cô, hắn vẫn nhắm mắt, đừng có chạy lung tung ra ngoài, ở Bạch Lộc Nhai có ta, thần thức của những người khác không dám tới đây, ngươi mới có thể tùy tiện dao động thần thức như vậy. Ra khỏi Bạch Lộc Nhai, bên ngoài không biết đang có thần thức của bao nhiêu người dòm ngó như hổ rình mồi, với cái bộ dạng yếu ớt này của ngươi mà ra ngoài đó, đụng chúng bất cứ người nào cũng lập tức biến thành ngớ ngẩn. Thần thức, là cái ban nãy sao? Liêu Đình Nhạn ngoan ngoan ồ một tiếng. Skill này không chơi được thì chơi chiêu khác. Cô nằm đó nhìn cái đèn lưu ly lơ lửng ở cạnh bên, chớp chớp mắt, đèn lưu ly kia liền lơ lửng trôi tới theo tiềm thức của cô. Cô đưa một tay đón lấy cái đèn, hí hửng nghĩ rằng sau này nằm trên giường muốn ăn gì thì lấy cái đó, không cần đứng dậy đi lấy nữa, chỉ cần nghĩ tới thì thứ đó đã xuất hiện. Cô liếc nhìn Tư Mã Tiêu bên cạnh, thấy hắn không phản ứng gì bèn móc ra túi gấm nhỏ của mình, lấy đồ ăn bên trong ra. Cô bỏ không ít thức ăn bên trong, đều là do con rối chuẩn bị, lúc này tuy là cô không đói nhưng muốn thử skill lười biếng này. Xiên trái cây trông như nho, to cỡ móng tay lơ lửng trong không trung, Liêu Đình Nhạn từ trên cành ngắt xuống từng trái, đưa đến miệng mình. Cô như gà con mở miệng chờ trái cây rớt vào miệng mình, trái cây đến bên miệng đột nhiên đi sang phía bên cạnh, dâng tận miệng Tư Mã Tiêu. Khi không lại bị cướp miếng ăn giữa đường, Liêu Đình Nhạn rất ngạc nhiên, tên tổ tông này không ăn uống mà. Tư Mã Tiêu nhai trái cây trong miệng, mở một con mắt nhìn cô, ngươi là hóa thần dởm hả, chặn đại mà cũng lấy được nữa. Chương 20, cảm thấy cuộc đời như đạt đến đỉnh cao. Cướp đồ ăn của tôi rồi còn chế giễu tôi, đờ mờ anh là học sinh tiểu học hay gì? Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, cái thân thì có máu mặt, tôi còn phải gọi là sư tổ mà ngồi đây ăn hiếp tay non, có mặt mũi nói chuyện nữa chứ. Cô lại sử dụng đến năng lực của mình, lọ mọ điều khiển thứ quả đang trôi lơ lửng. Hôm nay cô không ăn được một quả là không được. Đáng tiếc, tổ tông bên cạnh cô chán nản cùng cực cũng đi nhây với cô. Mỗi lần thứ quả kia sắp rơi xuống bên miệng cô cũng đã há ra chờ đợi rồi thì lại đột nhiên bị kéo đi. Tư Mã Tiêu ăn quả của cô còn nhìn cô giễu cợt. Thử cả 6 lần, lần nào cũng nửa đường bị lùm mất, Liêu Đình Nhạn quyết định bỏ cuộc. Cô nhanh trí đưa quả sang miệng Tư Mã Tiêu, với hiểu biết của cô về tên tổ tông này, đồ dâng tới miệng hắn lại sẽ không ăn. Quả rơi bên miệng Tư Mã Tiêu, hắn liền ăn mất. Liêu Đình Nhạn, đoán sai mất rồi, cáo từ. Sư tổ thích ăn cái này hả? Liêu Đình Nhạn gượng cười. Tư Mã Tiêu, không thích, ngọt ngây. Không thích ăn làm mẹ gì? Liêu Đình Nhạn nảy ra ý, đưa mấy chục quả trôi đến bên miệng Tư Mã Tiêu. Ăn đi cho bà đây. Cho anh ăn đã luôn. Cuối cùng mấy quả kia còn chưa chạm tới môi hắn đã bắn người trở về, chát đầy mặt cô. Má nó, tức ghê á. Cô đột nhiên nghe Tư Mã Tiêu bên cạnh cười thành tiếng, lòng thầm lạnh nhạt, anh nghĩ tôi giỡn với anh hay gì, cười quần què. Cô không muốn để ý cái đứa học sinh tiểu học này lắm, tiếp tục mày mò năng lực của mình, gom tụ được một quả cầu nước nhỏ, định dính chúng lên mặt như mặt nạ, rửa sạch nước quả trên mặt. Cô không thành thục lắm, cẩn thận tỉ mỉ điều khiển khối nước tới lui trên mặt rửa sạch. Cảm giác này cực kỳ thoải mái, da mặt thanh mát lại dễ chịu, rửa mặt xong cứ như đắp mặt nạ nước. Ấy, nếu như thế thì lần tới có thể gom nước thánh thêm vào tí gì đó để dưỡng da rồi đắp lên mặt, không phải đã là đắp mặt nạ rồi sao? Tuy là tu 6 cao vậy rồi, hình như không cần mấy thứ như mặt nạ nữa nhưng vẫn cứ muốn dùng. Cô thử dán một lớp mặt nạ nước lưu động trên mặt, Tư Mã Tiêu bên cạnh phất tay bóc đi của cô, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại phải ép nước thành một lớp dán lên mặt thế này? Liêu Đình Nhạn lại trở tay làm cái khác, dán mặt nạ. Cô tự dưng ngứa tay, làm luôn cho Tư Mã Tiêu một cái đắp lên mặt. Tư Mã Tiêu, hừm. Làm vậy để làm gì? Cấp nước cho da. Liêu Đình Nhạn trả lời. Tư Mã Tiêu lại cảm thấy mình không hiểu trong đầu người này đang nghĩ cái gì nữa rồi. Nếu bây giờ mà dùng chân ngôn chi thể hỏi cô thì chắc lại là câu trả lời dị hợm nào đó. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy bàn tay đang nắm mặt nạ còn bị thương của hắn. Cô nhìn thấy vết thương này lại cảm thấy có chút thiếu tự do, im lặng một lát, đợi đến khi Tư Mã Tiêu lại nhắm mắt lần nữa. Cô lén lút đưa tay tới định thử chữa trị nhưng linh lực cô chuyển vào lại một đi không trở lại. Được rồi, bỏ cuộc thôi. Nhưng mà cứ nhìn vậy chướng mắt ghê, cho là không chữa được đi thì ít nhất cũng phải băng bó cái chứ. Cô nghĩ đến băng keo cá nhân, quyết định làm một cái to. Trong túi gấm có lá của một loài thực vật lúc trước mang tới từ Thanh Cốc Thiên, một sư huynh không nhớ tên gì có nói lúc té ngã bị thương có thể dùng, vậy là vết thương cũng có thể dán. Cô mò được một cái lá lớn, xén bớt một tí, dán lên vết thương của Tư Mã Tiêu, sau đó đắp lên một lớp linh lực mỏng, giữ chặt chiếc lá và vết thương, làm thành miếng băng keo cá nhân lớn phiên bản thế huyền huyễn. Tự nhiên cảm thấy mình thật ghê gớm, còn có thể tự mình mày mò ra vô số cách chơi. Cô nhắm mắt lại, lại đưa thần thức lượn ra ngoài cung điện, thử điều khiển ở khoảng cách xa, không được bao lâu, bông hoa đỏ thẫm trên Bạch Lộc Nhai bay vào từ cửa sổ, Liêu Đình Nhạn đưa tay bắt được. Cô dùng tiềm thức điều khiển ép mấy cánh hoa đỏ thành nước, tiện thể sơn móng tay đỏ cho mình. Liêu Đình Nhạn ngồi trong này chơi với kỹ năng mới của mình, đám người bên ngoài thì lại thấp thỏm phập phồng vì vị sư tổ trên Bạch Lộc Nhai hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Sư phụ, Từ Tạng đạo quân hôm nay chưa từng đến Vân Nam Sơn Đài, lẽ nào là chuyện hôm qua làm hắn không vui? Sư Thiên Lũ ngồi trên ngọc tọa của mình khép mắt tu luyện, nghe đệ tử hỏi thì khẽ phất tay. Nếu hắn không vui thì đã nổi cơn tại chỗ ngay hôm qua rồi. Với hiểu biết của ta về hắn, hôm nay e là hắn gặp phải chuyện gì mới đóng cửa ở trên Bạch Lộc Nhai không ra ngoài. Sư Chân tự hỏi, sư phụ, lẽ nào không có cách gì quan sát được những gì phát sinh trên Bạch Lộc Nhai sao? Nếu vậy thì chúng ta bị động quá. Tư Mã Tiêu có tính công kích rất mạnh, địa bàn của hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ sự quan sát nào. Ngươi nghĩ chúng ta không sắp xếp tai mắt vào Bạch Lộc Nhai, các cung mạch khác cũng không sao. Nhưng ngươi nhìn xem, có ai thành công chưa? Chẳng qua là tới nộp mạng mà thôi. Xung quanh Sư Thiên Lũ linh khí dày đặc, phập phồng theo hơi thở của lão. Lão nói chuyện không gấp gáp, giọng điệu còn có chút than vãn. Ai mà ngờ rằng một đứa trẻ nhỏ nhoi mà khi xưa các tiền bối nghĩ rằng có thể khống chế lại trở nên như vậy. Không chỉ thoát khỏi sự khống chế của họ, thậm chí còn cắn ngược lại ngần đó người. Đúng là hung hãn tới mức khiếp sợ. Thú dữ sắp chết đúng là không đụng vào được. Sư Chân tự không nói gì về việc này. Gã là con cháu của mạch họ Sư, biết được khá nhiều sự việc. Chuyện về sự sao động xảy ra 500 năm trước gã cũng biết được phần nào. Nếu không phải do sai sót lần đó thì hiện giờ họ cũng không tới mức khoanh tay bó gói với vị Từ Tạng đạo quân này như vậy. Ra lệnh cho ngươi đi điều tra Liêu Đình Nhạn kia đã có tin tức gì chưa? Sư Thiên Lũ hỏi. Sư Chân tự khom người, đã có một ít manh mối, chỉ là vẫn chưa điều tra rõ được sau lưng cô ta rốt cuộc là kẻ nào. Sư phụ, chắc chúng ta phải chờ đến khi điều tra ra được thân phận của cô ta, nắm được điểm yếu của cô ta trong tay rồi mới dễ khống chế. Sư Thiên Lũ, Chân tự, ngươi nghĩ sai rồi. Thân phận của cô ta thì không có điểm yếu cũng dễ dàng khống chế. Ta không hề quan tâm kẻ nào đứng sau cô ta. Điều duy nhất ta quan tâm là Tư Mã Tiêu, nhanh chóng tiếp cận cô ta. Ngày mai nếu Tư Mã Tiêu vẫn chưa xuất hiện thì lệnh cho Động Dương chân nhân đến cầu kiến. Một là để dọ thám, hai là để y gửi giúp chúng ta một bức thư. Sư Chân tự nói, vâng, Đồ Nhi đã hiểu. Liêu Đình Nhạn bị ôm lấy mà ngủ cả ngày trời. Trời sắp tối, Tư Mã Tiêu mở mắt ra, để chân trần ngồi bên giường một lúc. Liêu Đình Nhạn thấy hắn day day giữa trán, đoán là hắn chắc đang đau đầu. Lúc ở Tam Thanh Sơn cô đã nghi ngờ đầu hắn có vấn đề. Câu này không phải đang mắng chửi đâu, là miêu tả khách quan thôi. Cô còn cảm thấy chính vì đầu quá đau nên hắn hoàn toàn không để ý tới vết thương trên tay. Có thể so ra thì cái đau trên tay chẳng đáng là gì. Tâm trạng hắn có vẻ không được tốt lắm, không nói tiếng nào đứng dậy rồi đi về phía cái hồ nước trong điện. Hắn vừa đi vừa phẩy ngón tay, khí lạnh dày đặc lại tràn vào trong hồ. Trông thấy hắn sắp bước vào đó ngâm mình, Liêu Đình Nhạn nhìn tay hắn, hơi động nhẹ, một luồng linh khí cuộn sang đó, băng lấy vết thương của hắn. Tư Mã Tiêu khựng lại, nhấc tay lên xem. Trước đó Liêu Đình Nhạn đã dùng một thứ lá được gọi là bách ích thảo để băng vết thương cho hắn, luồng linh lực phủ lên hiện giờ là để ngăn nước vào. Hắn vẫn không có phản ứng gì, ngâm cả người vào nước. Liêu Đình Nhạn đợi một lúc, không thấy hắn có phản ứng gì khác liền lập tức lượn ra khỏi cung điện kia. Tự do rồi. Cô hào hứng nhào tới bên lan can, nhìn độ cao bên dưới mà nóng lòng muốn thử, hay là thử bay ở đây? Không, cái này cao quá, kiếm chỗ khác thấp hơn thử vẫn hơn. Cô đến cái bậc bên cạnh thử bay, còn dễ hơn trong tưởng tượng của cô. Thân thể này mềm mại uyển chuyển hơn hẳn trước giờ, trong lòng cũng không có nỗi sợ hãi bay lên của người thường, chỉ cảm thấy rất vui sướng. Cô nhẹ nhàng vọt về trước, lơ lửng trong không trung, quay đầu nhìn lại cung điện trên Bạch Lộc Nhai, cung điện lộng lẫy được xây trên núi đang ánh lên vô số chạn đèn lưu ly, cây hoa sum xuê đong đưa, ánh chiều tà dọi xuống, tất cả như cảnh đẹp trong mơ. Đờ mờ mình bay được rồi nè. Liêu Đình Nhạn mặt mày sáng rỡ, bay về phía cao nhất của cung điện, đứng lên đỉnh tháp lưu ly cao nhất nhìn ra sông núi ngoài Bạch Lộc Nhai. Ngoài xa là thành phố mà các gia tộc thuộc Canh Thần Tiên Phủ sinh sống, lên đèn rực rỡ, có chút giống với buổi tối ở thế giới mà cô sống, nhưng các loại tiên thú tọa kỵ với những đệ tử ngự kiếm như sao băng bay qua bay lại trên trời lại khiến thế giới này kỳ ảo lạ thường. Cô ngồi một mình ở đó ngắm nhìn chân trời, tu sáu đã cao lên, giờ cô có thể xem được những nơi rất xa. Trên bầu trời ở những nơi khác có rất nhiều loài chim tiên thú bay tới bay lui, cô còn trông thấy những con tàu trên không được trang trí bằng vô số dải lụa hoa, ngựa xe vờn bay được gắn đầy hoa đăng muôn hình vạn trạng. Kỳ lạ nhất là một căn gác 3 tầng có vườn hoa được vô số chim nhạn trắng kéo đến, lúc bay trên không, quanh căn gác còn có chim thái điểu vây lấy, kêu hót dân trời, trong căn gác hình như có người đang dự tiệc, còn có người đang ca múa. Căn gác trên không gì thế này, biết hưởng thụ ghê, ngưỡng mộ thật, có chút muốn lên đó xem. Giờ cô mới phát hiện thì ra trên trời cũng khá là nhộn nhịp, trước đây không nhận ra là vì khi đó tu sáu của cô không đủ để nhìn ra tới vậy, cũng bởi vì khoảng trời Bạch Lộc Nhai bên này hết sức yên tĩnh, chẳng có ai dám bay tới bay lui ở trên này. Giờ thì chỉ có mình cô dám bay lượn loạn xạ trên này, có chút thích thú kiểu cáo mượn oai hùng. Cô nhìn độ cao chênh lệch bên dưới, chạy nhanh mấy bước về trước, nhảy xuống dưới. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, đám mây bị cô kích thích cuộn lại vào nhau. Liêu Đình Nhạn đạp lên đám khói trắng hư vô ấy, bay xuống thác nước bên dưới. Cô lượn qua cạnh thác nước, cánh tay thon dài sượt qua dòng nước, còn hái lấy một nhành hoa bên mạn thác. Cô có thể bay lượn trên trời, có thể đạp lên ngọn cây, có thể cưỡi lên mình những con hươu trắng chạy cực nhanh trong núi, còn có thể bắt được tiên hạc bay trên không, dọa chúng kêu la ỏm tỏi. Làm thần tiên sao mà vui vậy chứ? Chơi đủ rồi, tạm thời xuống lại ăn bữa cơm. Tuy là bậc tu sáu này đã không còn thấy đói nữa nhưng vẫn thèm thuồng đồ ăn ngon, không sao, vậy nên vẫn phải ăn tối. Đám con rối như thường lệ vẫn dọn lên cho cô rất nhiều món ngon cùng với một bức thư giống hệt hôm qua. Nụ cười của Liêu Đình Nhạn biến mất trong tích tắc, má nó chứ, lại tới nữa. Cô nghi ngờ cơn đau rớt râu hôm qua có liên quan tới chủ nhân của bức thư này, tâm trạng nặng nề mở ra, bên trên có viết. Giờ tí, dưới Bạch Lộc Nhai, bên cây phượng tím. Nếu không tới, thân phận của ngươi sẽ bại lộ, còn ngươi sẽ không sống qua nổi 3 ngày. Mình còn có cái thân phận dị hợm nào nữa? Liêu Đình Nhạn nghịch người, cảm giác này không có ổn lắm ấy. Cô không phải chỉ là con ngỗng bình thường gặp may thôi sao? Sao còn có thiết lập câu chuyện thân thế nữa? Thông thường mà nói thì cái tình hình này đa phần là có phản diện muốn kiếm chuyện. Hiện giờ cô đang suy nghĩ rốt cuộc cái kẻ đưa thư là phản diện hay cô là phản diện. Đang ngẫm nghĩ thì một cánh tay từ đằng sau chìa tới, giành lấy bức thư trong tay cô. Là Tư Mã Tiêu, hắn nắm lấy bức thư, thư trong tay hắn rơi thành cánh hoa, sau khi bị hắn đạp dưới chân thì cũng bốc hơi khỏi đó, tới mảnh vụn cũng không còn. Liêu Đình Nhạn nhìn gương mặt không dễ chịu của hắn, tự dưng chột dạ, tuy là cô cũng không biết rốt cuộc mình đang chột dạ cái gì. Người đi đến chỗ hẹn đi, Tư Mã Tiêu nói. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.